Như muốn lăn vậy đó. Thank you.
Ơi kêu nó hay chứ không? Khó chết luôn à. Thank you.
chụp ai? Ban tổ chức tình linh chặt chúng tôi cũng xin thông báo các tình trạng đình lăng miếu chúng ta chuẩn bị lễ tới tháng năm, cũng xin trân trọng kính mời là kính mời.
Thank you.
bao thân ơi. Dạ cần có con gì bán ơi. Rồi trái bọc đó luôn em ơi. Trái vô lắm. Nhà này khô lắm. Biết nào được như chú Vĩnh chứ. Chứ chút rượu quần ấy nhớ tổ được như không? Phần chút rồi sao. Nói ngoài để trong tắt. Rồi rồi. Rồi. Chính tế, chợ Đông Miếu Tây Miếu, kính lễ thần hai xá. Lấy thật nữa.